Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện ma bắp đọc với tập tiếp theo của Địa Mộ trong series Thầy Tạo Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì ông Alin đã bị diệt trừ rồi, tuy nhiên hậu họa thì vẫn còn, đó là cái thứ bị giam cầm ở bên dưới tứ địa, rất có thể sẽ thoát ra bất cứ lúc nào, trong khi thầy Lương, Lian A Khang và những người chủ chốt có khả năng đặc biệt giống như là Yết Lan nữa. Mọi người đều đang bị thương rất là nặng. May thay lúc đó nhóm người của Hoki chạy tới, bởi vì khi mà đang đánh nhau với lại đám A Lực, A Hảo, A Thiết thì cái tụi kia nó bị lên cơn rồi nó bị ngủm. Thành ra là nhóm người của Hoki và có một con đại bàng, ba con đi tới trợ chiến nhưng mà vẫn còn lại duy nhất có một con thôi. Thì hy vọng tất cả mọi người có thể một lần nữa giúp cho tứ địa và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa. Thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Tại thung lũng tứ địa, lúc này trời đã sáng, mọi thứ thật yên bình. Ánh nắng mặt trời như xua tan đi nỗi ám ảnh từ những sự việc đã xảy ra trong khoảng 3 ngày trở lại đây. Nhất là trong đêm hôm qua, cuộc sống của mọi người bị đảo lộn. Chỉ trong vòng có một đêm, quá nhiều người phải chết. Vùng đất thần linh đã trở thành chiến trường đẫm máu với những cái chết kinh hoàng, đáng sợ. Các chiến binh tứ địa là những người đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử, nhưng họ cũng tổn thất nặng nề. Tính cả bốn chiến binh bị quỷ rừng bắt mất trước đó. Sau đại chiến với Alin cùng đám môn đồ huyết diện quỷ, tổng cộng đã có 19 người mãi mãi ra đi. Sau khi đám đệ tử của Alin tự phát độc chết, Hoki nhanh chóng tập hợp những chiến binh còn sống sót lập tức đi đến bàn thạch môn. Vừa là đuổi theo lão đạo sĩ cùng con quái vật, vừa để bảo vệ cho Yết Lan. Khi đến nơi, mọi chuyện đã ngã ngũ. Trước bàn thạch môn, xác Mo chằm nằm đó với một vết thương lớn ở bụng. Cách đó một đoạn nơi bãi đá lởm chởm là Li An A Khang cùng với thầy Lương, đang ngồi dựa lưng vào đá. Hoki chạy lại kiểm tra thì thấy cả hai vẫn còn sống. Có điều thể trạng của hai người đều rất yếu, nhất là Li An. Bởi Li An sau cuộc chiến đã mất máu quá nhiều. Trước khi liệm đi, Li An cố gắng chỉ tay về phía cửa hang bàn thạch, nơi Yết Lan đang hôn mê bất tỉnh và không quên dặn dò Hoki phải đưa cả người con gái ở trong hang quay về thung lũng. Dù đã được các chiến binh đưa về thung lũng, nhưng trên đường đi, thầy Lương biết tình trạng của Li An A Khang lúc này đang rất nguy kịch. Ngoài việc mất máu, cơ thể Li An đã phải chịu nhiều tổn thương. Trong khi đó, số thuốc trị thương thầy Lương đem theo đều đã dùng hết. Các chiến binh tứ địa ngoài việc biết băng bó một cách sơ sài, thì họ không có chút gì am hiểu về y thuật, về sử dụng thảo dược. Cho dù trở lại thung lũng nhưng không có thảo dược để trị thương thì tính mạng Li An cũng khó mà giữ nổi. Bản thân thầy Lương tuy có khá hơn Li An một chút là không bị thương do ngoại lực tác động, nhưng với việc sử dụng cấm thuật để rồi bị phản vệ, thầy Lương cũng không thể nào đi tìm thuốc trong lúc này. Tình trạng của Li An A Khang càng lúc càng xấu. Trong lúc băng rừng, Hoki lo lắng hỏi thầy Lương. Li An bị thương nặng quá, liệu ông ấy sẽ sống phải không? Thầy Lương lúc này đang được một chiến binh tứ địa cõng trên lưng. Thầy đáp. Dù rất muốn nói điều gì đó để mọi người yên lòng, nhưng chắc cậu cũng biết tình trạng của Li An. Lúc này thật sự nguy kịch. Cho dù có về đến thung lũng đi chăng nữa, mà không có thuốc để trị thương cũng như bổ sung máu cho Li An, thì chỉ e không qua khỏi. Chẳng lẽ không có cách nào hay sao? Hoki nói, thầy Lương tiếp tục đáp lại. Phải chi lúc này chúng ta đang ở làng Trúc thì tốt biết mấy. Vì nếu ở đó, tại ngôi nhà Trúc của tôi sẽ có thuốc trị thương. Hoki sốt sắng. Nếu vậy chỉ cần tôi đến làng Trúc đem toàn bộ thuốc của thầy tới đây là được phải không? Thầy Lương thều thào. Không kịp. Nhìn sắc mặt cũng như thể trạng của Li An, ngài ấy sẽ không cầm cự được đến khi cậu quay lại. Vì quãng đường vừa đi vừa về sẽ tốn ít nhất là hơn một canh giờ. Đấy là tốc độ nhanh nhất. Trong khi đó, hiện tại chúng ta vẫn chưa về được tới thung lũng. Hoki nghe thấy vậy thì liền hô lớn. Mọi người, tính mạng của Li An A Khang đang nguy kịch, chúng ta phải trở về thung lũng nhanh hơn. Cố gắng lên nào, ngày hôm nay chúng ta đã mất mát quá nhiều, không được để mất thêm một ai nữa.
Những chiến binh khác đồng loạt gật đầu. Họ thay phiên nhau cõng trên lưng những người bị thương như Ly An, Thầy Lương, Y Clan và cô con gái của Mo Chầm. Trải qua trận chiến sống còn, trên người đầy rẫy những vết thương. Thế nhưng với một tinh thần quật cường, cùng với đó là một ý chí mạnh mẽ. Bằng một cách nào đó, những bước chân lúc này đã chuyển thành những bước chạy. Vết thương cũ hở miệng bật máu, lại thêm tổn hại trong quá trình di chuyển. Nhưng tất cả không thể khiến cho họ chùn bước. Thầy Lương tự nhủ trong đầu. Cố lên Ly An, ngài phải sống, ngài chưa thể chết trong lúc này được. Đó là những diễn biến cách đây chừng 2 canh giờ. Còn trong lúc này, thầy Lương vẫn đang miệt mài ngồi bào chế thuốc, bốc thuốc. Xung quanh thầy là tất cả những cây thuốc, những loài thảo dược mà thầy đã dày công hái lượm, sao tẩm trong suốt hơn nửa năm qua. Còn tại sao số thuốc quý giá này lại xuất hiện ở đây, thì đó cũng là một câu chuyện mà đến cả thầy Lương cũng không lường trước được. Tấm liếp của lều cỏ được vén lên. Thầy Lương khẽ dừng tay nhìn xem là ai đang bước vào. Lau mồ hôi, thầy Lương nói. Vết thương của cậu cũng không phải nhẹ đâu. Đã nói phải nghỉ ngơi sao còn đến đây. Đừng có làm uổng phí công sức của tôi như vậy chứ. Người vừa xuất hiện chính là Y Điên. Khẽ cười rồi gãi đầu, gãi tai, Y Điên đáp. Xin lỗi lão. À, mà giờ phải gọi là thầy Lương mới đúng. Tôi vẫn quen miệng. Thầy Lương đáp. Gọi sao cũng được. Với tôi thì Lan hay Lương cũng đều quen thuộc cả. Cậu còn đau nhiều không? Y Điên lắc đầu. Không còn đau đớn gì cả. Từ lúc nhìn thấy lão và Y Clan vẫn bình an vô sự là tôi như khỏe lại rồi. Mà sao lão vẫn ngồi bốc thuốc? Nghe các chiến binh tứ địa nói, lão suýt chút nữa đã bỏ mạng. Chỉ có một ngày không gặp mà nhìn lão già đi nhiều quá. Chúng tôi thật có lỗi với lão. Thầy Lương đáp lại. Đúng là có nguy hiểm, nhưng không đến mức đó đâu. Trong suốt hành trình, tôi luôn được mọi người bảo vệ. Còn lý do khiến cho tôi già đi là bởi vì tôi đã sử dụng một cấm thuật khiến cho bản thân bị tổn hại. Tuổi thọ bị rút ngắn. Vẫn gặp lại được cậu, coi như tôi phúc lớn, mệnh số vẫn chưa tận. Số thuốc này là để bồi bổ lại thể trạng cho những người bị thương trong cuộc chiến gìn giữ tứ địa vừa qua. Cậu cùng dân làng Trúc đã cứu tôi một lần. Khi trở về thung lũng, nhìn thấy cậu và những người dân làng Trúc đang đứng đợi. Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình. Không chỉ vậy, mọi người còn đem theo tất cả thuốc cũng như thảo dược có trong nhà tôi đến đây. Nếu không có số thuốc này, không chỉ Ly An A Khang, những chiến binh bị thương, bị trúng độc mà ngay cả tôi cũng khó lòng sống sót. Y Điên xua tay. Thật ra tôi cùng với dân làng chỉ làm theo lời của trưởng làng Imon mà thôi. Nếu kể thì phải nhắc đến ông ấy đầu tiên. Khi trưởng làng quay lại làng Trúc đến nhà của lão, chúng tôi ai nấy cũng đều bất ngờ. Trưởng làng nói với chúng tôi phải giúp cho ông ấy một việc. Đó chính là nhanh chóng gom hết tất cả các loại thuốc, thảo dược, dụng cụ bào chế trong nhà của lão đem đến tứ địa. Khi ấy trưởng làng thực sự rất vội vàng. Nhìn cơ thể của ông ấy rúng đầy máu, chân tay xây xát, ướt đẫm mồ hôi là tôi biết trưởng làng đã phải băng rừng trở về làng Trúc không dám nghỉ ngơi. Trên đường đi vào tứ địa, đã mấy lần ông ấy loạn choạng ngã quỵ nhưng nhất định không chịu dừng lại. Trưởng làng luôn miệng nói, nếu tôi dừng chân nghỉ cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của mọi người trong tứ địa đang bị rút ngắn. Cứ như vậy cho đến khi đưa chúng tôi vào được tứ địa, lúc ấy trưởng làng mới đổ gục vì kiệt sức. Một lúc sau thì lão được các chiến binh tứ địa đưa về bàn thạch môn. Thầy Lương mỉm cười, nhìn những thang thuốc trân quý mà trưởng làng cùng mọi người đem đến tứ địa. Ông khẽ nói, trưởng làng Imon, chỉ với việc làm này, ông đã sánh ngang với các Eban rồi. Tấm liếp lại mở ra. Một chiến binh tứ địa chạy sộc vào trong, hớt hải nói. Thưa thầy Lương, Lian A Khang và Y Clan đã tỉnh lại. Nghe thấy vậy, thầy Lương đứng lên mà suýt chút nữa thì ngã do có phần hơi hấp tấp, vội vàng. May mà nhờ Y Điên kịp thời đỡ. Y Điên nói. Kìa, lão Lương, cẩn thận chứ. Thầy Lương vội nói với chiến binh báo tin. Làm ơn,
đưa tôi đến gặp họ ngay. Nhanh, nhanh lên. Y Điên cùng với chiến binh tứ địa dìu thầy lương đến căn lều nơi Li An A Khang và Y Clan đang nằm bên trong dưỡng thương. Bước vào, thấy Y Clan đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh, còn Li An cũng đã nằm mở mắt. Ngồi cạnh Y Clan là trưởng làng, ngoài ra còn một người nữa vẫn chưa tỉnh lại. Đó chính là con gái của Mo Chầm. Nhìn thấy thầy Lương, Y Clan vội ngồi dậy, cậu mừng rỡ. Ông Lương, ông không sao chứ? Thầy Lương đáp. Ta không sao, cuối cùng thì cháu cũng đã tỉnh lại. Thật may quá, cả Li An A Khang nữa. Ngài thấy trong người thế nào? Li An ngước mắt nhìn thầy Lương rồi trả lời. Tôi có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại. Cảm ơn thầy, nếu không có thầy chắc tôi khó mà qua khỏi. Thầy Lương ngồi xuống bên cạnh Li An và Y Clan, khẽ nở một nụ cười, thầy Lương nói tiếp. Thật ra, người cứu chúng ta chính là các chiến binh tứ địa, trưởng làng Imon và dân làng Trúc. Nếu không có các chiến binh nhanh chóng đưa tôi và ngài quay về thung lũng, nếu như không có trưởng làng kịp thời nhận định tình hình, trở lại làng Trúc cùng mọi người đem thuốc và thảo dược vào tứ địa, thì ngay cả mạng của tôi cũng khó mà giữ nổi. Còn nói gì đến cứu người khác? Trưởng làng Imon nói với Li An A Khang. Mong Li An thứ lỗi, tôi đã tự ý quyết định đưa dân làng Trúc vào tứ địa mà không thông qua sự đồng ý của Li An. Tôi đã phạm vào quy định của... Li An thở hắt ra. Lúc này là lúc nào mà trưởng làng ngài còn nói đến những quy định với những điều cấm kỵ? Chẳng phải những thứ đó đều đã bị hai ta phá vỡ ngay từ đầu rồi sao? Cảm ơn ngài, cảm ơn mọi người. Đây không phải là lúc phân biệt làng Trúc hay tứ địa, càng không phải chỉ suy nghĩ về những điều cấm kỵ. Ngay thời điểm này, điều quan trọng nhất chính là sự đoàn kết. Bởi vì mặc dù đã giết chết kẻ thù muốn xâm phạm, nhưng bây giờ tứ địa mới thực sự rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tôi nói đúng chứ, thầy Lương? Thầy Lương gật đầu. Ngài nói không sai. Alin chết đi, nhưng suy cho cùng, hắn ta không phải mối nguy hại lớn nhất. Dù sao, đây cũng là việc mà tứ địa cũng như mọi người không thể tránh khỏi. Chỉ là lão đạo sĩ đã góp phần khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn thôi. Trưởng làng hỏi, hai người đang nói đến chuyện gì vậy? Li An nói, đỡ tôi dậy. Y Điên cùng một chiến binh bước đến đỡ Li An A Khang ngồi dậy. Nhìn Y Điên, Li An gật đầu ra chiều tâm đắc. Cậu là Y Điên phải không? Tôi đã nghe trưởng làng cũng như thầy Lương kể về cậu. Quả nhiên khí phách hơn người, bản lĩnh lắm. Nhìn sang phía thảm cỏ khô, nơi con gái Mo Chầm vẫn đang mê man bất tỉnh, Li An khẽ cười. Nhìn con bé, thật không thể ngờ, chúng ta suýt chút nữa đã chết dưới tay của nó. Trưởng làng, tôi có chuyện muốn nói với tất cả mọi người. Phiền trưởng làng hãy tập trung người của tứ địa cũng như dân làng Trúc lại. Đã đến lúc tất cả chúng ta cần phải biết về điều này. Mà thầy Lương này, chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Thầy Lương nhìn Li An. Thầy Lương hiểu Li An sắp công bố chuyện gì. Thầy Lương nói, quả không hổ danh là người đứng đầu tứ địa. Còn về thời gian thì sau khi trời tối, khi lũ quỷ rừng xuất hiện trở lại, đó cũng là lúc phong ấn trận đồ bị phá vỡ. Bây giờ đang là giờ Tỵ. Tính ra chúng ta còn chưa tới 5 canh giờ nữa để giải quyết tất cả những chuyện này. Li An nói tiếp, nhưng liệu thầy có chắc nơi đó chính là nơi nắm giữ tất cả những bí mật có liên quan đến tứ địa chứ? Thầy Lương trả lời, một nơi mà chỉ có những người mang dòng máu Eban mới có thể đóng mở. Sau khi Eban cuối cùng mất đi, nơi đó đã bị lãng quên. Cho tới lúc này tứ địa rung chuyển, quỷ rừng xuất hiện. Vạn kỳ ảo được lấy từ bàn thạch môn. Chẳng phải ngụ ý muốn chúng ta khai phá địa mộ hay sao? Li An gật đầu. Vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người nghe tất cả những gì tôi biết về nơi được gọi là địa mộ. Dìu tôi ra ngoài, tôi sẽ kể một câu chuyện. Một câu chuyện về một huyền thoại. Một người mà cha tôi, chiến thần Kỳ Đê vô cùng tôn kính.
mặc dù người ấy thời điểm đó không phải là người đứng đầu làng trúc. Y Ngôn, Eban. Trưởng làng nghe xong, lập tức đi tập hợp tất cả mọi người lại. Y Điên cùng một chiến binh đỡ Li An A Khang dậy. Sau khi đứng lên, Li An nói: "Được rồi, tôi tự đi được. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi đến đi cũng không đi nổi. Như vậy sẽ khiến cho tâm lý của họ trở nên hoang mang." Y Điên đáp: "Nhưng ngài chỉ vừa mới tỉnh lại." Li An cười: "Đừng lo, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Chúng ta cùng ra ngoài thôi." Y Clan khẽ kéo tay thầy Lương hỏi: "Liệu chị ấy có tỉnh lại không ạ?" Y Clan đang nói về con gái của Mo Chầm. Từ lúc đưa con gái thầy Mo từ bàn thạch môn trở về thung lũng, cô ta vẫn mê man như đang ngủ say chưa thể tỉnh lại. Thầy Lương đáp: "Một người bị yểm buồn ngải suốt nhiều năm. Vốn dĩ cô gái này đã phải chết từ lâu rồi. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, thứ buồn ngải độc địa kia không giết chết cô ta, mà lại biến cô ấy thành một con quái vật đáng sợ. Sống trong lốt quái vật, bị giam cầm 7 năm trong củi bên dưới ngục tối. Nhờ phép màu từ vàng kỳ ảo trong bàn thạch môn mới trở lại hình dạng con người. Trải qua từng đó biến cố, sẽ phải mất nhiều thời gian để tỉnh lại. Cháu đừng lo, con gái thầy Mo sẽ ổn thôi. Điều chúng ta cần quan tâm lúc này chính là làm cách nào để có thể cứu lấy tứ địa. Bởi vì rất có thể, thứ đang bị phong ấn bên dưới Bạch Thạch Sơn là một sinh vật mà người đời vô cùng tôn thờ, đứng đầu tứ linh, sánh ngang với trời đất." Y Clan nuốt nước bọt khi thấy thầy Lương nhắc đến sinh vật này mà bản thân thầy cũng phải đổ mồ hôi hột. Ánh mắt có chút gì đó hoang mang. Y Clan khẽ hỏi: "Là thứ gì vậy, thưa ông?" Thầy Lương đáp: "Là rồng." Bước cùng thầy Lương ra khỏi ngôi lều cỏ. Trong đầu Y Clan vẫn còn thắc mắc về những lời thầy Lương vừa nói trước đó. Cậu muốn hỏi rõ, nhưng cha cậu, trưởng làng Y Mon, cùng tất cả mọi người đã đứng tập trung ngay phía trước ngôi lều chờ đợi. Nhìn thấy Li An A Khang, không chỉ người dân sống trong tứ địa mà dân làng Trúc cũng vui mừng khôn xiết. Lúc Hoa Kỳ cùng các chiến binh đưa Li An trở về thung lũng, nhìn những vết thương trên cơ thể người chiến binh cai quản tứ địa, ai nấy đều rùng mình. Kẻ lạc quan nhất cũng đã nghĩ đến một kết cục bi thảm. Sự thật, nếu như không nhờ vào khả năng phán đoán tình hình cũng như ứng biến nhanh nhẹn, kịp thời của trưởng làng Y Mon, thì giờ này chắc chắn Li An A Khang không qua khỏi. Ấy vậy mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, người chiến binh được tất cả mọi người tôn kính đã có thể tự mình đi lại. Tiếng hô lớn gọi vang tên Li An A Khang được mọi người hò reo: "Li An A Khang! Li An A Khang! Li An A Khang!" Bây giờ, Y Điên mới hiểu tại sao từ trong lều, Li An A Khang lại cố gắng tự mình bước ra ngoài. Chỉ bằng một hành động như vậy thôi, Li An đã truyền cho những người dân tứ địa cũng như dân làng Trúc nguồn hứng khởi, tinh thần lại dâng cao. Dù trước đó bọn họ còn ủ rũ, đau thương vì cuộc chiến, mặc dù qua đi nhưng đã có rất nhiều người phải chết. Cho dù có là kẻ địch hay là các chiến binh tứ địa, một khi máu đã đổ xuống, nhuộm đỏ cả đất, thì cảnh tượng ấy vẫn hết sức đau lòng. Li An A Khang gật đầu đáp lại mọi người rồi nói họ giữ im lặng. Li An chào đón dân làng Trúc đang có mặt tại tứ địa vào lúc này. Đồng thời ông cũng cúi đầu xin lỗi vì đã không thể tương trợ cho làng Trúc trong lúc mọi người cần nhất. Trải qua mấy trăm năm, làng Trúc và tứ địa tuy vẫn luôn được coi là một, nhưng vì tầm quan trọng cũng như những quy định, những điều cấm kỵ được tổ tiên truyền lại mà ngay đến dân làng Trúc cũng không được tiếp cận với tứ địa quá nhiều. Ngoại trừ trưởng làng thì người dân chỉ được vào tứ địa vào các dịp lễ hội mà thôi. Trong khi đó, họ lại là những con người đứng mũi chịu sào. Muốn vào tứ địa bắt buộc phải đi qua làng Trúc. Do đó, nếu có kẻ toan tính mưu đồ tứ địa, chúng sẽ loại bỏ những người chống đối ở ngôi làng Yên Bình trước khi tấn công vào vùng đất cấm. Phải đến hôm nay, Li An mới nhận ra, chính những quy định, những điều cấm kia đã tạo lên một bức tường ngăn cách giữa làng Trúc và tứ địa. Li An A Khang ngồi bệt luôn xuống đất.
khác với dáng vẻ oai vệ, lạnh lùng, cương quyết hàng ngày. Lúc này nhìn Ly An thật dễ gần. Ly An bắt đầu nói. Mọi người cũng ngồi cả xuống đi. Tôi có chuyện này muốn nói với tất cả mọi người. Một người dân làng Trúc hỏi. Chúng tôi cũng ngồi luôn sao? Ly An gật đầu đáp. Đúng vậy. Bởi vì vận mệnh của Tứ Địa lúc này cũng chính là số phận của tất cả chúng ta. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi nhận thấy tất cả mọi người xứng đáng được biết. Sau khi nghe tôi nói xong, trong số toàn bộ những người đang có mặt ở đây, hãy tự đưa ra lựa chọn cho chính bản thân mình. Đi hay ở, tùy vào quyết định của mọi người. Tất cả lặng im nghe Ly An nói. Chưa bao giờ Ly An thốt ra những lời như vậy. Từ xưa đến nay, ngay cả dân làng Trúc cũng biết, tinh thần của người sống trong Tứ Địa lúc nào cũng tâm niệm Tứ Địa quan trọng hơn cả mạng sống của họ. Vậy tại sao Ly An A Khang, một người thuộc tộc chiến binh lãnh xuống nhiệm vụ bảo vệ vùng đất thần linh suốt mấy trăm năm qua, lại nói mọi người rời bỏ Tứ Địa? Họ chờ đợi những lời giải thích từ người cai quản vùng đất luôn được xem là vùng đất thần linh. Ly An nói, cách đây 40 năm về trước, khi ấy tôi mới chỉ là một cậu nhóc. Nhưng thời điểm đó tôi đã được sát cánh chiến đấu bên cạnh cha mình, bên cạnh những chiến binh Tứ Địa lúc bấy giờ trong cuộc chiến chống lại lũ quỷ rừng. Có lẽ nhiều người ở đây chưa từng nghe đến chuyện này. Đó cũng là lần đầu tiên, sau hàng trăm năm ngoài việc đấu tranh đề phòng những kẻ bên kia biên giới, Tứ Địa phải đối mặt với một hiểm họa bắt nguồn từ chính vùng đất thần linh. Và đó cũng là dấu chấm hết cho sự tồn tại của những người mang dòng máu Eban. Có lẽ khi nhắc đến họ Eban thì ai cũng biết. Dòng họ Eban là một dòng họ khai phá ra vùng đất này. Từ khi thủy tổ mang họ Eban khai làng, lập ấp, trải qua những đời con cháu về sau, trưởng làng Trúc luôn là người mang họ Eban. Tộc A Khang, tộc chiến binh sinh ra là để bảo vệ Tứ Địa, vốn dĩ cũng là do thủy tổ Eban lựa chọn và trui rèn. Các A Khang đã lập lời thề trung thành với các Eban và bảo vệ Tứ Địa bằng cả mạng sống của mình. Trải qua mấy trăm năm, các đời Eban và A Khang vẫn luôn giữ đúng lời thề, cũng như trọng trách mà mình phải gánh vác. Eban cai quản làng Trúc, bảo vệ người dân, làm cho mưa thuận, gió hòa, bảo đảm mùa màng tươi tốt, lo cho dân làng có được cuộc sống ấm no. Không chỉ vậy, trưởng làng Eban còn là những người tài phép, tinh thông bùa chú, có thể hô mưa, gọi gió. Chính vì thế, khi còn các Eban tại vị, đám người xấu bên kia biên giới chỉ biết bỏ xác lại nơi rừng sâu hoang vu mà không thể đặt được chân bước vào Tứ Địa. Nói như vậy, đủ để thấy tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của các Eban đối với vùng đất này lớn đến nhường nào. Năm đó, cha tôi, Kide A Khang, người được mệnh danh là Chiến Thần, cũng là một nhân vật xuất chúng trăm năm có một của tộc A Khang. Đó là niềm hãnh diện, là sự tự hào mà theo như những bậc tiền nhân đời trước đánh giá. Chưa từng có chiến binh nào thuộc tộc A Khang lại có được sức mạnh có thể khiến cho núi rừng phải rung chuyển như vậy. Không chỉ có tộc A Khang, mà ngay cả dòng họ Eban thời ấy cũng sản sinh ra nhân tài, khiến cho đất trời chấn động. Dòng họ Eban từ cổ chí kim chỉ sinh con trai, không sinh con gái, và cũng chỉ hạ sinh một người con duy nhất để nối dõi. Nhưng vào thời điểm ấy, sự lạ đã xảy ra. Nó phá vỡ mọi quy tắc cũng như cấm luật do chính họ Eban đặt ra. Vợ của vị Eban là trưởng làng Trúc lúc hạ sinh đã sinh ra hai người con trai. Nếu như cha tôi, Kide A Khang, khi sinh ra rừng núi vang vọng tiếng kêu của thú dữ, của chim muông, thì khi hai anh em nhà Eban sinh ra, sấm nổ rền trời, mặt đất rung chuyển, mưa gió vần vũ suốt 3 ngày 3 đêm. Khi trời quang mây tạnh, trên bầu trời xuất hiện ánh hào quang 7 màu rực rỡ. Quả nhiên, hai anh em nhà Eban cũng như cha tôi sau này đều trở thành những nhân vật xuất chúng. Nếu cha tôi được phong là chiến thần, thì hai anh em Y Nguyên Eban và Y Ngông Eban còn được đem ra so sánh với thủy tổ Eban đã khai phá ra Tứ Địa. Nhất là người anh Y Nguyên Eban, 30 tuổi đã được giữ chức trưởng làng.
nhưng cũng chính vì quá tài giỏi, quá tự cao. Y Nguyên Eban luôn cho rằng khả năng của mình đã vượt qua tổ tiên. Và để chứng minh điều này, trưởng làng Trúc, Y Nguyên Eban thời điểm đó đã mở cửa địa mộ. Trưởng làng lên tiếng hỏi: "Địa mộ? Trong tứ địa vẫn còn một nơi mà tôi không biết ư?" Li An A Khang đáp: "Đúng vậy. Sau cái chết của hai anh em nhà Eban thì nơi đó đã rơi vào quên lãng. Địa mộ là nơi chỉ có người mang dòng máu Eban mới có thể mở được lối vào. Bản thân các A Khang cũng chưa từng có ai bước chân vào bên trong địa mộ." Một chiến binh hỏi: "Nhưng việc Y Nguyên Eban mở ra địa mộ thì có ảnh hưởng gì đến tứ địa, thưa Li An? Như Li An nói thì những người mang dòng máu Eban có thể đi vào địa mộ. Chắc hẳn những đời Eban trước cũng đã từng mở cánh cửa địa mộ. Nhưng đâu có xảy ra chuyện gì, phải không?" Li An A Khang gật đầu: "Câu hỏi của cậu rất hay. Chính tôi cũng từng hỏi cha mình câu này. Cha tôi nói các đời Eban đều phải đi vào địa mộ. Còn Y Nguyên Eban đã làm gì sau khi vào trong đó thì cha tôi thật sự không biết. Tộc A Khang đóng vai trò như những người canh giữ tứ địa dưới sự bảo hộ của các Eban truyền đời. Chúng tôi không được phép hỏi hay ngăn cản các Eban khi họ muốn làm một việc gì đó. Chỉ biết sau khi Y Nguyên Eban mở ra địa mộ, ông ta đã chết. Cái chết của Y Nguyên Eban khiến cho mọi người hoảng sợ. Và sự lo sợ ấy có lý do. Sau khi Y Nguyên Eban chết, cả vùng đất này như bị chấn động. Tôi vẫn nhớ lúc đó là vào ban đêm. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ khu vực điện thờ phát ra những âm thanh kinh dị, gai góc, rất chói tai. Khi ấy, chúng tôi còn nghe thấy những tiếng bước chân chạy rầm rập. Cuối cùng, chúng biến mất vào bên trong khu rừng." Thầy Lương hỏi: "Là lũ quỷ rừng phải không?" Li An trả lời: "Đúng vậy, chính là lũ quỷ rừng. Không biết Y Nguyên Eban đã làm gì khi đi xuống địa mộ. Chỉ biết lối vào địa mộ mở ra, Y Nguyên Eban chết. Kèm theo đó từ dưới địa mộ, lũ quỷ rừng chui lên mặt đất. Và ngay sau đó là một thảm kịch đối với những người sống trong tứ địa. Khi đêm xuống, bọn quỷ rừng bắt đầu tấn công con người. Chúng biến mất khi trời bắt đầu sáng, cũng giống như các chiến binh tứ địa mất tích 3 ngày qua. Cha tôi bắt đầu truy lùng dấu vết và phát hiện ra đó chính là quỷ rừng." Thầy Lương tiếp: "Nói như vậy là cha của ngài, Kỳ Đê A Khang, đã từng đối mặt với quỷ rừng." Li An lắc đầu: "Không, cha tôi chưa từng đối diện với chúng trước khi địa mộ mở ra. Nhưng trong các ghi chép từ các đời A Khang để lại, quỷ rừng có được nhắc đến." Thầy Lương khẽ nhíu mày: "Có nghĩa là từ thời xa xưa, tổ tiên của ngài đã từng chiến đấu với sinh vật này. Khi Y Nguyên Eban mở cửa địa mộ, lũ quỷ rừng từ đó xuất hiện. Đêm hôm trước, chúng ta cũng đã nhìn thấy trên đỉnh núi Bạch Thạch có những bóng đen chui ra từ miệng núi. Từ đó luận ra rằng địa mộ và ngũ hành phong ấn trận có liên quan đến nhau. Hay nói một cách khác, địa mộ có thể chính là con đường dẫn đến phong ấn trận. Đến đây thì tôi đã mường tượng hiểu ra vấn đề rồi. Không, phải nói là tôi đã hiểu được toàn bộ diễn biến sự việc từ khi nơi này được khai phá." Li An tròn mắt ngạc nhiên: Ý của thầy là thầy biết được cả mọi chuyện từ thời điểm thủy tổ Eban khai phá ra vùng đất này?" Thầy Lương đáp: "Đúng vậy. Nhưng có một điều tôi xin được nói thẳng. Vị Eban đó không phải là người khởi nguyên tứ địa. Một kẻ khác đã làm việc này, và đó chính là người lập ra tông môn Huyết Diện Quỷ, hay có thể gọi đó là tổ sư của Alin." Nghe xong lời nói của thầy Lương, không chỉ Li An A Khang, trưởng làng cảm thấy bàng hoàng, mà toàn bộ dân làng có mặt ở đó khi ấy đều sững sờ. Vùng đất được cho là cấm địa, là nơi linh thiêng được bao đời tổ tiên khai phá, gìn giữ. Trong thâm tâm của họ, cho dù chỉ là một đứa trẻ con cũng luôn nghĩ
chính thủy tổ Eban là người đã phát quan khởi nguyên, dùng pháp lực của mình xua tan đi màn đêm tăm tối, khai làng lập ấp, bảo vệ vùng đất thần linh. Vậy mà ông lão với chòm râu bạc, ánh mắt quắc thước, vừa thốt ra một câu khiến cho họ choáng váng đầu óc. Y Điên thấy ánh mắt của những chiến binh đang nhìn thầy Lương có chút gì đó bất thường. Xưa nay, tứ địa đối với những người như Y Điên là vùng đất linh thiêng. Họ không hề dám bàn luận hoặc có ý đồ gì khác với tứ địa, cho dù chỉ là trong suy nghĩ. Điều thầy Lương vừa nói, nếu ai không thông cảm thì sẽ trở thành một cách nghĩ nặng nề, giống như đang đạp lên niềm tin cũng như bán bổ vào tổ tiên của họ. Y Điên nhận định không sai. Ngay lập tức có người lên tiếng. Ông lão kia, mặc dù ông đã giúp chúng tôi khá nhiều chuyện, nhưng việc nào ra việc đấy, sao ông dám nói người khởi nguyên tứ địa không phải là tổ tiên của chúng tôi chứ? Im lặng! Li An A Khang bất ngờ quát lớn. Tiếng nói của Li An thực sự khiến cho tất cả phải giật mình. Các chiến binh vội cúi đầu, không ai dám nhìn hay nói gì thêm. Li An tiếp. Thầy Lương đây là người thế nào? Không phải chính ông ấy đã cứu mạng tất cả chúng ta sao? Nếu không có ông ấy liều mình bước ra khỏi hang bàn thạch để kiểm chứng vàng kỳ áo, thì liệu giờ ta cũng như các ngươi có còn sống để mà ngồi đây được không? Nếu không có thầy Lương, chưa cần đến bọn người xâm phạm vào tứ địa từ bên kia biên giới, tất cả dân làng chắc chắn không thể sống sót qua đêm vừa rồi. Lời của thầy Lương không sai. Những gì tên Alin ấy làm đã phần nào chứng tỏ tổ tiên của hắn nắm rất rõ vùng đất này. Đoạn, Li An cúi đầu nói với thầy Lương. Mong thầy thứ lỗi, là người của tôi lỗ mãng, có gì xin thầy chỉ điểm. Thầy Lương gật đầu đáp. Li An yên tâm, tôi không trách họ đâu. Bản thân tôi biết khi nói ra điều này sẽ phần nào khiến cho suy nghĩ của những người ở đây ngay lập tức khó lòng chấp nhận được. Tuy nhiên, mặc dù tổ tiên của mọi người không phải người đầu tiên khai phá ra tứ địa, nhưng vị Eban ấy lại chính là người ra tay cứu lấy vùng đất này. Nếu không, hậu quả thực sự tôi cũng không dám tưởng tượng. Y Điên khẽ hỏi thầy Lương. Nếu nói như vậy thì truyền thuyết về tứ địa không hề có thật ư? Thầy Lương nói. Không, tôi tin rằng truyền thuyết về ánh sáng mang sắc hoàng kim xua tan đi bóng đêm đó là có thật. Và đó chính là cuộc chiến giữa vị thủy tổ Eban và tổ sư của tông phái huyết diện quỷ. Để tôi giải thích cho mọi người cùng hiểu. Theo như những gì tôi biết thì vùng đất này bắt đầu được Eban khai làng lập ấp cách đây hơn 300 năm trước. Điều này tôi tính toán dựa trên các đời Eban được truyền thừa cho tới khi vị Eban cuối cùng qua đời. Có một số lý do khiến tôi khẳng định tổ sư của Alin mới là người khai phá ra vùng đất này. Thứ nhất là việc hắn có tấm bản đồ vẽ chi tiết toàn bộ các vị trí địa linh trong trung tâm tứ địa. Thứ hai, Alin đến khi chết mới bước được chân vào tứ địa. Điều mà ngay cả các đời tông sư trước đó của hắn chưa có ai làm được. Nhưng hắn lại biết rõ về ngũ hành phong ấn trận. Từ đó sai khiến Mo Chầm đem theo tứ hạp hành để yểm vào bốn vị trí địa linh làm phá bỏ phong ấn, giải thoát cho thứ đang bị giam giữ bên dưới Bạch Thạch Sơn. Tại sao một kẻ chưa từng đặt chân đến tứ địa lại biết rõ về chuyện này? Không chỉ vậy, còn chuẩn bị sẵn kỳ thiên dị bảo nhằm phá trận. Khi đối đầu với Alin, tôi nhận thấy mặc dù tên đạo sĩ này cũng có chút bản lĩnh, nhưng với pháp lực của hắn thì không thể nào luyện ra được tứ hạp hành. Thứ ba, điều này Li An A Khang chắc cũng đã nhận ra. Alin đạo sĩ cũng có chìa khóa để mở bàn thạch môn. Trưởng làng Bàn Hoàng hỏi. Thật vậy sao Li An? Li An gật đầu. Đúng vậy. Trước đó tôi và thầy Lương đã lấy hai miếng ngọc của chúng ta ra khỏi bàn thạch môn. Lúc ấy cửa hang đã đóng lại, hai miếng ngọc tôi luôn giữ bên mình. Vậy mà, chính mắt tôi nhìn thấy tên đạo sĩ đó lại có thể mở ra hang bàn thạch một cách dễ dàng. Thầy Lương nói tiếp. Bản đồ, tứ hạp hành và chìa khóa mở bàn thạch môn
Tất cả những thứ đó đều được các đời tông sư huyết diện quỷ truyền thừa lại cho người kế tục. Đó là lý do vì sao suốt mấy trăm năm qua, bọn chúng chưa bao giờ từ bỏ ý định xâm chiếm tứ địa. Nhưng phải đến thời của Alin, hắn mới có cơ hội đi sâu vào vùng đất cấm. Tên đạo sĩ đó nói đúng. Hắn có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vào thời điểm tứ địa suy yếu nhất, địa linh biến đổi, tai ương bắt đầu xuất hiện. Và hắn lại gặp được Mo Chậm, người mà hắn đã ban ơn cứu mạng nhiều năm về trước. Không biết là do vô tình hay hữu duyên, thầy Mo lúc này là người chiếm được lòng tin của tất cả người dân làng Trúc. Nếu không có Mo Chậm, ác hẳn Alin chưa thể tấn công vào tứ địa. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Alin, và suýt chút nữa hắn đã đạt được mục đích của mình. Trưởng làng hỏi, nhưng nếu chỉ có như vậy thì cũng đâu khẳng định được việc thủy tổ Eban không phải người khai phá ra tứ địa. Thầy Lương đáp, Alin còn sở hữu một đồ vật nữa, mà với đồ vật này hắn dám tự tin mình sẽ trở thành chủ nhân của thứ đang bị phong ấn bên dưới Bạch Thạch Sơn. Lian hỏi, là thứ gì vậy? Thầy Lương có thể cho chúng tôi xem được không? Thầy Lương gật đầu. Tất nhiên là được. Trước khi rời khỏi bàn thạch môn, tôi đã nhờ một chiến binh tứ địa lục soát cái xác của Alin, đem tất cả đồ vật của hắn về thung lũng. Trong số những đồ vật đó, có một thứ khiến cho tôi luận ra được những chuyện kể trên. Nói rồi, thầy Lương mở tay nải, lấy từ trong tay nải ra một chiếc hộp gỗ chừng nắm tay có màu vàng, không quá đậm. Nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt. Mở chiếc hộp, đưa ra phía trước cho mọi người nhìn. Ngay khi hộp gỗ được mở, lập tức từ trong hộp có một làn khói đen kịch tỏa ra. Nhưng nó chỉ lan ra đúng ở quanh miệng chiếc hộp, không bay ra ngoài. Nhìn vào trong hộp, Lian A Khang thấy bên trong hộp có đựng một viên đá có màu đỏ sẫm, tròn dẹt. Trên mặt đá có khắc một chữ Trung Quốc. Lian ấp úng hỏi, Đây là gì vậy? Thầy Lương trả lời, là ấn. Mặt sau của viên đá này có chạm trổ hình một con rồng. Đây là long ấn, được luyện thành từ huyết long thạch. Lúc mới lấy ra từ người Alin, nó không tỏa khói đen như thế này. Nhưng từ khi trở về thung lũng, nó bắt đầu có phản ứng. Tà khí bên trong long ấn này là cực kỳ khủng khiếp. Chỉ mới phát tác ra một chút thôi đã khiến cho người khác cảm thấy khó thở. Người luyện ra long ấn chắc chắn cũng phải là một bậc kỳ nhân thiên cổ, sánh ngang với thủy tổ Eban, người đã bày ra ngũ hành phong ấn trận. Có thể nói, tứ địa từng chứng kiến đến tận hai người mang sức mạnh nghịch thiên, dám chống lại cả mệnh trời tranh đấu. Trận chiến giữa họ thật sự khiến cho càn khôn chấn động. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Trời ơi, trong tập ngày hôm nay khi mà thầy Lương quay trở về thung lũng của tứ địa, rồi ban đầu thầy nói nếu mà không có thuốc của thầy, tất cả những cái thuốc mà được mang từ cái ngôi nhà của thầy ở rìa làng Trúc thì coi như là không có cứu được ai là chết hết. Bây giờ thầy Lương cũng quá yếu để đi tìm thuốc, mà tìm thì cũng không kịp các bạn. Tất cả những thuốc mà thầy Lương tìm kiếm và tích góp hết suốt nửa năm trời đều nằm ở nhà thầy Lương hết. Thì may thay khi quay trở về thung lũng thì thấy sự xuất hiện của Y Điên, của trưởng làng Impon Kaman cùng với lại tất cả người dân làng Trúc, thì Bắp cảm thấy như là Bắp tự vả mình đó các bạn. Tại vì á, ở mấy tập trước Bắp nói trưởng làng Impon ngoài là thương làng, thương dân, thương mọi người ở trong làng ra, chăm lo cho mọi người, thì trưởng làng không làm gì được hết. Trời ơi, xin lỗi trưởng làng nhiều lắm luôn á. Trưởng làng ơi là trưởng làng. Tập hôm nay bị vả đó các bạn. Trời ơi, nếu như mà không có cái sự yêu thương mọi người và lo lắng cho mọi người thì chắc là trưởng làng Imon cũng không có nghĩ tới cái việc là mình chạy tới làng Trúc coi mọi người như thế nào, cũng như là đem hết tất cả những cái thuốc ở bên trong nhà của thầy Lan, đem hết, thậm chí là dụng cụ bào chế thuốc đem đi luôn, có cái gì là hốt đi hết. Biết đâu được
mọi người sẽ cần dùng đến, bởi vì khi mà chiến tranh xảy ra, mọi người chiến đấu chắc chắn sẽ bị thương. Bị thương thì cần có thuốc. Thì bởi vì cái suy nghĩ vì mọi người và trưởng làng Imon Kaman đã không có màng nguy hiểm, chạy băng rừng vượt suối và chạy không ngừng nghỉ, chạy tới chỗ làng trúc, chạy tới nhà của thầy Lương, kêu mọi người đi. Và thầy cũng không có ngừng nghỉ luôn, mặc dù mệt lã người rồi nhưng mà cố gắng để mà đi tới kịp thời tới vị trí của tứ địa. Và có một cái câu nói mà Y Điên nhớ mãi, đó là trưởng làng nói cái khoảng thời gian nghỉ ngơi là cái khoảng thời gian mọi người sẽ gặp nguy hiểm đó. Thành ra là họ không thể nào nghỉ ngơi, bởi vì nghỉ ngơi, trong lúc họ nghỉ ngơi thì sẽ có người mất mạng. Thành ra là họ phải liên tục di chuyển. Và chính bởi vì cái tấm lòng đó, cũng như là sự hy sinh hết mình của trưởng làng Imon Kaman, và thầy Lương đã thốt lên một câu, trưởng làng Imon Kaman mặc dù không có những cái khả năng của dòng họ Eban, nhưng mà chắc chắn một điều, trưởng làng cũng không thua kém tất cả bọn họ đâu. Trời ơi, xin lỗi trưởng làng rất nhiều. Trưởng làng có làm nên chuyện nha, chứ không có phải như bắp nghĩ. Và trong tập ngày hôm nay, khi mà mọi người ngồi nói chuyện với nhau và thầy Lương khẳng định một điều, hồi xưa tới giờ mọi người chỉ nghĩ là vùng đất này là do thủy tổ Eban khai phá, tìm ra cái vùng đất này và gìn giữ nó. Nhưng mà khi thầy Lương phán ra cái câu, cái người khai phá ra vùng đất này không có phải là thủy tổ Eban, mà là cái người ở bên huyết diễn quỷ, là cái sư tổ của ông Alin. Cho nên nếu như có người giận dữ và nói ra cái câu đó thì cũng thông cảm, bởi vì đó là niềm tin của họ. Khi mà họ sinh ra là họ đã tin như vậy, họ chiến đấu, họ chết bởi vì niềm tin đó. Thì tự nhiên có ông lão ông nói, mặc dù là thầy Lương đã làm rất là nhiều chuyện á, nhưng mà như bắp nói đó, có một cái niềm tin mà mình sống, mình bảo vệ, mình chiến đấu, mình chết vì điều đó, mà tự nhiên có người nói khác đi, thì cho dù đó có là thầy Lương cũng khiến cho người khác phẫn nộ. Tuy nhiên Lian A Khang đã giữ được bình tĩnh và lắng nghe xem là thầy Lương nói như thế nào, cũng như là bằng tất cả mọi cái sự kính trọng. Lian A Khang biết rõ hơn ai hết là thầy Lương đang dốc lòng bảo vệ tất cả những người của tứ địa, và không có phải là nói tầm bậy tầm bạ, và sẵn sàng mở lòng để nghe. Thì thầy Lương giải thích quá là hợp lý. Khi mà hơn 300 năm dòng họ, tất cả các đời của Eban bảo vệ nơi đó, thì ở bên ngoài không có ai bước chân được vô trong làng trúc, chứ đừng có nói là bước vô được tứ địa. Thì tại sao bên kia tụi nó lại có nguyên một cái tấm bản đồ của cái khu vực tứ địa? Không những có bản đồ mà nó còn có chìa khóa để đi vô bên trong, bước qua bàn thạch môn. Ở là cái tập trước đó các bạn, khi Lian A Khang đang chắc chắn là hắn sẽ không mở được cửa bàn thạch môn đâu, nhìn qua cái cửa đang mở nhìn qua cái cửa đang mở luôn, thì rõ ràng Alin khi đó có chìa khóa. Thì đối với một người mà chưa từng bước chân vào bên trong tứ địa, có một tấm bản đồ rồi có cả chìa khóa mở cửa, thì chẳng phải là những gì thầy Lương phân tích quá đúng hay sao? Là tổ tiên của bên huyết diện quỷ đã khai phá ra vùng đất này. Tuy nhiên thầy Lương cũng có nói đó, cũng nhờ vào thủy tổ dòng họ Eban đã có thể gìn giữ, bảo vệ vùng đất này, nếu không thì hậu họa sẽ rất là khó lường. Và khi đó có một cái cuộc tranh đấu khiến cho trời long đất lở đã diễn ra, là giữa cái người xuất chúng kiệt xuất nhất của bên dòng họ Eban và một bên là tổ tiên của huyết diện quỷ đó các bạn. Nghe huyết diện quỷ là thấy ghê rồi ha, tổ tiên của huyết diện quỷ, trời, hai bên đấu với nhau. Trời ơi, tưởng tượng ra nó ra một cái cảnh mà mọi người thấy thật sự là trên trời xuất hiện ra bốn nơi, có bốn cái ánh sáng phát ra, rồi sau đó có những cái truyền thuyết về tứ địa đó các bạn. Thì thật ra đó lại là cuộc chiến giữa hai phe chính và tà, cho nên mới xảy ra những cái dị tượng như vậy. Và khi mà người ta thấy, người ta đồn, ôi trời ơi, cái đó kiểu như là đồn ra những cái sự tích về tứ địa, về làng trúc đồ các thứ. Nhưng mà thực ra đó là cái cuộc chiến diễn ra, và kết quả của cuộc chiến đó quá rõ ràng. Khi mà sau đó truyền kỳ tất cả các đời của dòng họ Eban, cũng như là Lian A Khang đã bảo vệ ở vùng đất đó, thì chắc chắn phần thắng đã thuộc về họ rồi. Còn bên huyết diện quỷ bị đánh đuổi đi, và từ đời này qua đời khác họ cấm người Trung Quốc bước chân vào bên trong tứ địa, bước chân vào bên trong làng trúc. Bắp nghĩ á, là cái thứ bị phong ấn ở bên dưới tứ địa, giống như thầy Lương nói á, là khi mà phong ấn nó đang dần bị yếu á, khi mà thứ đó bị thoát ra sẽ hại rất là nhiều người, thì chỉ có cái cách là diệt trừ được thứ đó thôi, thì vùng đất này sẽ bình yên mãi mãi, chứ không thì sẽ vẫn có một cái mối đe dọa ở đó. Thì khi mà Y Ngông Eban được miêu tả mới 30 tuổi thôi, nhưng mà rất là giỏi, và được ví giỏi như là tổ tiên vậy đó,
Thành ra, Y Ngôn Eban bắp nghĩ là anh ta nghĩ là anh ta có thể đi xuống bên dưới địa mộ và giết cái thứ ở bên dưới địa mộ. Tại vì nghĩ là mình quá tài giỏi thì có thể giết được thứ đó. Ai về không giết được mà còn gây họa nữa. Thứ nhất là chết là kết thúc luôn cái dòng họ Eban. Thứ nhì nữa là mấy quỷ rừng nó thoát ra bên ngoài và khiến cho những cái sự việc sau này xảy ra như chúng ta đã biết. Và thứ mà được nhốt ở bên dưới địa mộ đó chính là rồng. Tại vì từ lúc mà đọc truyện cho tới bây giờ, bắp nghĩ ở bên dưới nó là một cái con quỷ gì đó rất là khủng khiếp, xấu xí, đáng sợ. Nhưng tự nhiên bây giờ Thầy Lương lại nói đó là rồng thì bắp rất là tò mò, muốn biết là trời, thực sự ở bên dưới địa mộ nhốt cái gì ở dưới mà nó ghê vậy. Mấy cái con quỷ rừng á, với một cái bộ dạng đáng sợ và cái cách giết chóc đáng sợ như vậy, thì cái con rồng đó nó còn xuất hiện với bộ dạng như thế nào đây? À, khi mà các bạn đang nghe tập này thì bắp nghĩ là bắp đã đổi hình nền rồi, là bắp đã đổi hai lần hình nền, hình thumbnail á các bạn. À, tại vì khi mà đọc đến đâu thì bắp sẽ dựa vào trong những cái tình tiết để mà tạo ra cái hình thumbnail. Cái hình thumbnail đầu tiên là bắp không có biết, tại vì chưa có vô sâu truyện, chưa biết là phải làm cái gì, cho nên bắp để cái tên truyện và để cái mặt của bắp lên. Rồi sau đó thì có nhiều tình tiết hơn là biết à, có chiến tranh, có địa mộ, có tứ địa, rồi có dòng họ Liên A Khang rất là oai, và khi mà bước vào bên trong tứ địa thì rất là oai đó. Thành ra bắp mới lấy hình ảnh là một nữ chiến binh, mặc dù là không có nữ chiến binh nhưng mà quăng cái mặt của bắp vô để cho mọi người biết là bắp đọc chuyện đó, thì bắp mới lấy hình ảnh là nữ chiến binh tứ địa để mà đưa lên trên cái hình nền, và bên cạnh á là cái con quỷ rừng. Nhưng mà về sau á, bắp nghĩ là đọc về sau này thì khi mà có những cái hình tượng của thứ bị phong ấn ở bên dưới địa mộ thì bắp sẽ có một cái thay đổi, đổi lại cái hình quỷ rừng thành cái hình của thứ thực sự bị phong ấn ở bên dưới địa mộ. À, thì đó là những cái sự thay đổi mà các bạn thấy ở tại sao có những cái sự thay đổi ở trên những cái hình nền đó các bạn. Thì có thể bắp sẽ làm một cái video để mà nói những cái chuyện này nó chi tiết hơn, nhưng mà không biết là khi nào nữa, thì sẵn ở đây thì bắp nói luôn. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta, và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Địa Mộ trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.